Chào các bạn, trước mắt các bạn đây là cái game mới nựcủa hãng Gameloft, đó là tựa game Alpha 8 Extreme. Đó, thì mình sẽ demo với cái tựa game này cùng với tay game New Game Manual Pro để trải nghiệm cái cảm giác chơi game của cái tay game này khi mà sử dụng với tựa game là Alpha 8 mới nhất. Alpha đây là một tựa game update của Alpha. Thì cái này là tay game Bluetooth, thì để kết nối Bluetooth thì chúng ta cần mở Bluetooth. Đó, thì sau khi kết nối thì chúng nó sẽ hiện New Game Manual Pro này. Thì chúng ta sẽ vào game. Đó, khi mà chọn thì các bạn thấy nó sẽ có cái mục như thế này. Đó, mình sẽ đu thử một vòng cho các bạn xem. Cái này là nó bắt chọn một vài cái chế độ. Đó, là chúng ta thao tác hoàn toàn trên trên tay game, có thể nói là cái tay game này hỗ trợ full tính năng cho cái game này. Nó chơi rất là mượt mà. Đó, lúc này sẽ nút nitro. Và tự động lái thì chúng ta sẽ bẻ lái như thế này. Và nút bên đây sẽ là nút grip. Với tựa game này thì chúng ta sẽ trải nghiệm cảm giác hoàn toàn khác là ở ngoài cái môi trường khác, chứ không phải là trong đường đua như là game Alpha 8 hay là trong thành phố. Đó, chúng ta có thể chạy rất là nhiều cái đoạn đường khác nhau, như là lên núi hay xuống dốc xuống biển. Thì khi mà đến những cái địa hình mà khắc nghiệt thì nó sẽ bị giảm tốc độ. Nó khá giống với cái game Need for Speed. Nhưng mà cái game thì nó cái chiếc xe thì nó không phải là những chiếc xe là hiệu Lamborghini, có những cái hiệu này rất là lạ, nhưng mà hầu như là xe địa hình. Đấy, các bạn thấy khi mà cái tốc độ mà hiện đỏ là nó bị giảm khi mà mình chạy vô được sình bùn hoặc là những cái bãi nước. Có những cái dốc y chang với Alpha 8. Đó, như các bạn thấy khi mà những cái mục mà chúng ta chọn thì nó sẽ có hiện cái làn xanh đây. Đó, như mình nói là cái tay game này chơi full game cho cái tựa game này. Đó, Alpha Extreme. Đó, khi kết nối cái game này, cái điện thoại với tay game này thì chúng ta có thể chơi full không cần phải dùng cảm ứng. Rồi, xin cảm ơn các bạn.